lâm trong hành động truy quét của cảnh sát ở tuần trước càng lúc càng nhiều. Có một cô gái 21 tuổi nghi ngờ hành nghề mại dâm trong lúc truy đuổi đã không may bị xe đụng tử vong. Được xác định là em ruột của một biên tập viên đài bạn. Chuyện này còn vạch trần được quá khứ ít ai biết của biên tập viên này. Trong lúc chúng tôi điều tra thân thế của nạn nhân phát hiện, biên tập viên này bấy lâu luôn thể hiện đứa con gái cưng du học về nước. Không ngờ lại có sự chênh lệch lớn so với sự thật. Chúng tôi còn tìm được người sống cùng thôn với cổ. Rõ ràng là công kích chúng ta, công kích hiểu gì? Thử hỏi lần này tính sao? Nè, không lẽ là cổ định ăn giả, làm cho chúng ta cùng bị liên lụy sao? Anh nên khuyên cổ đi. Chuyện này không đơn giản như vậy. Hiểu gì vừa mới xảy ra chuyện thê thảm này. Công ty bắt cổ đi, chắc chắn bị người ta nói không có tình người. Tai họa bia, cố đuổi còn tệ hơn. Cổ có kim thân, có vấn đề thần kinh. Tới quý ban cơ hội bình đẳng khiếu nại, rất có khả năng sẽ thắng kiện. Đến lúc đó là tai họa bia gấp 10 lần. Cho nên cách tốt nhất là cổ tự đi. Bây giờ cổ từ chức, tức là gián tiếp thừa nhận học lực giả, thiết kế nhân vật giả là sự thật. Cổ làm sao đứng trong ngành truyền thông chứ? Cổ không chịu đâu. Vậy tức là sao? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Ê, kệ cổ đi. Tôi có một cách dung hòa. Không thể đuổi thôi, có thể điều chuyển mà. Giống như Lưu Diễm vậy, chuyển tới tổ blog. Đợi sự việc lắng dịu rồi mới tính đi. À, tôi hiểu rồi. Tức là phi bất năng giả, thị bất di giả. Bản thân anh không muốn làm chú hề nên đẩy công ty ra. Bản thân có thể bảo vệ bạn gái, lương tiện cũng có thể tẩy trắng. Từ căn bã Me Too biến thành trái ấm hộ hoa, phải không? Tôi không phải vì bản thân đâu, vì công ty. Nếu như truy cứu trách nhiệm, năm xưa ai đã tuyển Hiểu Di thiết lập nhân vật cho cổ, cho dù việc tùy tâm có thể thuyết phục phòng nhân sự, cũng phải có công ty có thể giải quyết đối ngoại mới được. Anh chắc chắn cách này không có ý đồ nào khác sao? Bản thân anh không hưởng lợi. Đó là cách trong lúc không còn cách. Đừng nói là hưởng lợi, đạt được kiểm soát thiệt hại đã là tốt lắm rồi. Tôi không cần mất bạn gái, công ty không cần đến mất hình ảnh, Nhân Tuệ Tâm không cần bị người ta khiển trách, Từ Hiểu Di có cơ hội xuống nước, anh không cần cái trách nhiệm. Tôi đã đánh giá hết lợi hại của các bên rồi. Quyết định gì đi? Nè, vậy anh và Hiểu Di chuyện riêng tôi không nói. Sao con kêu chúng tôi phụ? Window. À, tới liền. Chúng tôi phụ cô. Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Đưa đây đi. Cảm ơn. Chỗ của tôi ở đâu? À, để tôi đưa cô đi, theo tôi. Ây da, chính là chỗ này. Cảm ơn. Các vị, chúng ta hoan nghênh Hiểu Di gia nhập đại gia đình chúng ta. Tôi tên là Roy, họ gọi tôi là Đại ca Roy. Lưu Diễm cô biết rồi. Ngoài ra Window, Jim. Xin chào. Window, chúng ta bàn kế hoạch lúc nãy đi. À. Mọi người ở đây rất thật tình, ai nấy đều tốt lắm. Mọi người đều biết cô. Tất cả chúng tôi đều có lên mạng đính chính dùm cô. Tài khoản cũ không thể xài được nữa. Cô tới phòng IT lập tài khoản mới đi. Tôi không cần. Tôi không cần số này. Tổ truyền hình sẽ có điều động nhân sự. Từ Hiểu Di được chuyển tới tổ blog. Từ nay biên tập viên nữ của Tin Giờ Vàng, từ thứ hai tới thứ sáu do Trương Gia Nhiên đảm nhiệm, thứ bảy chủ nhật do Hứa Thi Tình đảm nhiệm, lập tức có hiệu lực. Tại sao Tin Giờ Vàng của em chỉ có thứ bảy chủ nhật? Từ nay cô theo tôi, tức là người trong nhà.
quà ra mắt. Tôi đã lựa cái túi này lâu lắm rồi, cũng không thể giống y như của Hiệu Di. Vì sự công bằng, tôi đã chọn cái này. Đeo lên thử coi. Cũng hợp lắm. Trước khi em qua đây đã nói sẽ không để chị sai giống Hiệu Di. Ngoài việc làm trợ lý, tạm thời tôi nghĩ không ra cô còn vị trí nào. Không thích hả? Không sao, trả lại đi. Đừng miễn cưỡng. Không lý nào. Cảm ơn chị Men. Ngày nào Hiểu Di cũng pha một bình sâm mật ong cho tôi. Cũng được, em đi mua. Đừng tùy tiện mua mật ong, tôi lấy loại organic. Nghe cổ nói hình như ở Nguyên Lãng có một vườn nuôi ong nhưng không bán lẻ, phải tự mình đi. Sâm tôi lấy sâm cao ly, bình thường tôi hay mua ở tiệm hải vị lâu đời ở Thượng Hoàng. Lát nữa tôi gửi tên cho cô. Không thành vấn đề. Còn chuyện gì có thể giúp chị không? Có, tôi sẽ nói. Cảm ơn. Cà thì tôi biết không phải như vậy. Cô không làm nham nhở vậy đâu. Vậy sao? Nói nghe thử đi. Người mà tôi biết vừa đẹp vừa giỏi vừa siêng năng, ghét nhất là những người giống như Hiểu Di, vì muốn được lên chức mà đi làm người hầu. Tôi cảm thấy trước giờ tôi không hề thay đổi. Vì cái mà bản thân muốn có, tôi sẽ cố gắng giành lấy. Hơn nữa không cần biết người ta nghĩ gì. Chị Men, áo giặt xong rồi, để ở đây nha. Đây là hồ sơ chị cần. Sâm mật ong. Lại là sâm mật ong, có thể thay đổi không? Đừng hỏi chút thì bác tôi nói. Ngày mai em nấu nướng là hán quả. Còn chuyện gì có thể giúp chị không? Tuần sau tôi có hẹn với bà Phương ăn cơm. Bà ấy nói là rất nhớ cơm gia đình 3 kg. Nhớ giữ 2 cái bánh phô mai nha, chị Phương thích ăn. Cơm gia đình 3 kg không thành vấn đề. Đi được rồi, tan sở. Để đó đi. Các vị Việt Nam 嘅 quan trọng, tôi TVB 嘅 chương mục là mày hổ trang nè. 唔知啊, 我哋新推出嘅 越南 恋爱频道 都精选咗海良嘅爱情剧集等紧你哋，快啲 click 下边条 link like 同 subscribe 啦。